3 tháng đầu năm nay thì cửu hối chạy về thành phố Hồ Chí Minh mới đạt 1,15 tỷ đô la, tức là giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối về các ngân hàng tại đây 3 tháng đầu năm nay là 1,15 tỷ đô la, tức ít hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 4%. Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho rằng kiều hối năm nay chưa tăng lên do người gửi tiền đang thăm dò thay đổi chính sách về điều hành tỷ giá trung tâm, giảm lãi suất huy động đô la Mỹ xuống mức 0% một năm. Từ đó mới chọn gửi tiền về để rót vốn vào kênh đầu tư nào, gửi tiết kiệm ngân hàng bằng tiền đồng, bằng đô la Mỹ hay đầu tư cho bất động sản, cho sản xuất kinh doanh vân vân. Riêng năm 2015, kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5,5 tỷ đô la, trong đó gần 3 phần tư được chuyển vào sản xuất, kinh doanh, gần 22% vào bất động sản, còn lại là phần hỗ trợ thân nhân.